Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thành phố Hưng Yên sôi nổi phong trào bóng đá của thanh niên sẽ là thông tin mở đầu chương trình ngày hôm nay. Vừa qua tại giải bóng đá thanh niên Hưng Yên Cup Donetsk Pro năm 2019, đội bóng của thành phố Hưng Yên đã xuất sắc giành chức vô địch. Để có được thành tích này, trong những năm qua, tại 17 xã phường của thành phố Hưng Yên đều thành lập đội bóng dành cho lứa tuổi thanh niên và thiếu niên nhi đồng. Ngoài các sân ở xã phường thì thành phố cũng có hai điểm sân cỏ nhân tạo khác tạo điều kiện thuận lợi để tập luyện bộ môn bóng đá. Bên cạnh việc tổ chức các giải đấu thường niên giữa các xã phường vào dịp hè và đầu xuân năm mới thì thành phố cũng thường xuyên tổ chức các trận thi đấu giao lưu với các sở ban ngành để tạo điều kiện cho các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu. Xã Bảo Khê có 5 thôn và cả 5 thôn đều có câu lạc bộ bóng chuyền. Đối tượng thường xuyên chơi bóng chuyền rất đa dạng, từ thanh niên đến trung niên và người cao tuổi. Để tạo điều kiện cho các hoạt động thể dục thể thao phát triển, từ lâu các thôn đã quy hoạch được sân luyện tập thể thao. Hiện nay tỷ lệ người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao của xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên là trên 30%. Bên cạnh những môn thể thao quen thuộc như cầu lông, dưỡng sinh, đi bộ, bóng chuyền hơi là một trong những môn thể thao được đông đảo người dân yêu thích và tập luyện. Các câu lạc bộ bóng chuyền hơi thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thi đấu để nâng cao kỹ thuật chiến thuật. Hiện nay cả 6 thôn của xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ đều thành lập được các đội bóng đá cho thanh niên và thiếu niên. Tiêu biểu như thôn Long Vĩ có 6 xóm thì đều có đội bóng đá và 4 đội bóng đá thiếu niên. Thôn Nhân Lý một đội bóng thanh niên, một đội bóng thiếu niên. Thôn Châu Xá thành lập được 2 đội bóng thanh niên và một đội bóng thiếu niên. Ở thôn nào cũng có sân bóng riêng. Mỗi buổi chiều tại các sân bóng đều sôi nổi những trận bóng đá hấp dẫn của thanh thiếu niên. Để động viên tinh thần yêu thể thao của thanh thiếu niên địa phương, mỗi năm xã Thanh Long đều tổ chức một giải bóng đá dành cho thanh niên và 2 giải bóng đá cho thiếu niên. Vừa qua xã cũng tổ chức giải bóng đá cho cán bộ, giáo viên và thanh niên trong địa phương giao hữu. Trường Trung học cơ sở xã Hạ Lễ là số ít trường học của huyện Ân Thi xây dựng được nhà tập luyện cầu lông, tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên trong trường có nơi tập luyện môn cầu lông thuận lợi. Năm 2017, Ban giám hiệu nhà trường vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được 130 triệu đồng dành để xây dựng nhà tập luyện cầu lông với đầy đủ cơ sở vật chất. Từ khi có nhà tập luyện này, học sinh trong trường rất hào hứng chơi môn cầu lông vào giờ thể dục và giờ ra chơi. Vào dịp 26 tháng 3, trường Trung học cơ sở Hạ Lễ đều tổ chức giải cầu lông dành cho học sinh, khuyến khích các em tích cực tập thể thao. Bên cạnh đó, sau giờ làm việc, nhiều giáo viên trong trường và người dân trong xã Hạ Lễ đến nhà tập luyện chơi cầu lông để rèn luyện sức khỏe và có tinh thần thoải mái. Những năm qua, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ còn chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, nâng cao sức khỏe, phát triển toàn diện cho học sinh. Nhiều năm liền, trường đều đạt thành tích cao tại hội khỏe phụ đồng và các giải thể thao của tỉnh. Trường Trung học phổ thông Tiên Lữ là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hưng Yên đưa môn võ cổ truyền vào học thể dục giữa giờ, sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh. Hơn nữa, ngôi trường này cũng rất chú trọng đến việc xây dựng cơ sở vật chất, phát triển các câu lạc bộ thể thao. Hiện nay trong trường có 7 câu lạc bộ thể thao với các môn bóng chuyền, bóng rổ, bóng đá, cầu lông, võ thuật, nhảy hiện đại và xà đơn. Các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, thu hút gần 80% số học sinh trong nhà trường tham gia. Hơn nữa, tại câu lạc bộ bóng đá còn có sự tham gia của các thầy giáo. Thông qua các cái câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền của các thầy, các cô giao lưu với các em học sinh và các khối lớp đã tạo ra một cái khí thế rất là tươi mới trong nhà trường, tạo một cái sự gắn kết giữa thầy và trò, giữa học sinh với nhau, làm cho cái môi trường giáo dục trở nên thân thiện hơn. Và cũng thông qua các hoạt động đó thì các cái tệ nạn xã hội cũng như là bạo lực học đường được đẩy lùi ra khỏi phía ngoài cổng trường. Để giúp học sinh tập luyện hiệu quả, nhà trường đã phân thành khu tập luyện cho từng câu lạc bộ, gồm 2 sân bóng đá theo chuẩn diện tích sân 7 người, 1 sân tập bóng rổ, 2 sân cầu lông và khu tập xà đơn. Đồng thời, với sự tham gia của cả giáo viên và học sinh, các câu lạc bộ thể thao đã đem lại nhiều lợi ích cho việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Việc tham gia các câu lạc bộ thể thao giúp cho học sinh có sự rèn luyện về sức khỏe, việc stress trong việc học tập cũng giảm đi. Với những lợi ích của các câu lạc bộ thể thao đem lại, nhà trường đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh. Về phía phụ huynh thì chúng tôi thấy đây là một cái việc làm rất là có lợi ích cho các em học sinh trong cái việc tăng cường rèn luyện cái giáo dục thể chất nói chung, cũng như là trong cái các cái hoạt động giáo dục thể dục thể thao, tăng cường cái sức khỏe cho các em, thì chúng tôi thấy rất phấn khởi và hoàn toàn là ủng hộ cái việc làm của nhà trường. Và qua cái việc làm như thế này thì thấy rằng là
các em là tăng cường được cái thể chất, tăng cường về cái đạo đức, lối sống. Với việc quan tâm phát triển bộ môn giáo dục thể chất, trong những năm gần đây, nhà trường đã giành được nhiều thành tích cao trong các giải thể thao của tỉnh và toàn quốc như một huy chương bạc và một huy chương đồng môn võ pencastilat tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016, một huy chương vàng và một huy chương bạc giải Điền Kinh tỉnh năm 2017, một huy chương bạc nội dung đẩy tạ giải Điền Kinh tỉnh năm 2019 cùng nhiều giải thưởng khác. Đồng thời, việc tập luyện thể thao thường xuyên cũng tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.